vào thời xa xưa, trước khi có vũ trụ hay thế giới, chỉ tồn tại một thực thể duy nhất mang tên Ometeos, được gọi là vị thần của hai mặt, đại diện cho sự cân bằng giữa các đối lập, gồm cả nam và nữ, sự sáng tạo và hủy diệt. Ometeos ngự trị trên tầng trời thứ 13, được gọi là Omeyokin, nơi cao nhất trong thiên giới, từ đó quan sát và kiểm soát toàn bộ vũ trụ, bao gồm mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Từ Ometeos, bốn vị thần quan trọng nhất trong thần thoại Aztec được sinh ra, mỗi vị đại diện cho một phương hướng và một phần của vũ trụ, đó là Tezcatlipoca đen là vị thần của phương Bắc, gắn liền với bóng tối, quyền lực và sự hỗn loạn. Ông là một trong những vị thần quyền lực nhất được người dân Aztec thờ phụng như một vị thần chiến tranh và hủy diệt. Cái tên Tezcatlipoca có nghĩa là gương khói, vì ông có khả năng dùng gương để nhìn thấy số phận của con người. Quetzalcoatl, Tezcatlipoca trắng, thần của phương Tây, là sự đối nghịch với Tezcatlipoca đen. Quetzalcoatl là vị thần của sự sống, ánh sáng và trí tuệ, gắn liền với sự phát triển của văn hóa, học vấn và nghệ thuật. Với hình dáng con rắn lồng vũ, Quetzalcoatl tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất. Huitzilopochtli, Tezcatlipoca xanh, thần của phương Nam, được biết đến là thần chiến tranh và mặt trời. Ông là thần bảo trợ của Tenochtitlan, thủ đô của đế chế Aztec, và được xem là vị thần mang lại sự chiến thắng, sức mạnh và duy trì trật tự xã hội thông qua các cuộc chiến đấu. Mỗi ngày, ông phải chiến đấu để duy trì mặt trời trên bầu trời. Sibetotec, Tezcatlipoca đỏ, thần của phương Đông, là vị thần của mùa màng, sự tái sinh và sự đổi mới. Sibetotec được thờ phụng như thần bảo trợ của sự sống sau cái chết, với hình ảnh thường thấy là một vị thần lột da để tượng trưng cho sự hồi sinh của đất đai và cây cỏ sau mùa khô hạn. Câu chuyện về bốn vị thần không chỉ kể về sự hình thành của thế giới, mà còn mang đậm tính đối lập và cân bằng trong vũ trụ, ánh sáng và bóng tối, chiến tranh và hòa bình, sự sống và cái chết. Những cuộc đấu tranh giữa các vị thần, đặc biệt là giữa Quetzalcoatl và Tezcatlipoca, đã tạo ra và hủy diệt nhiều thế giới trước khi con người xuất hiện. Theo thần thoại Aztec, thế giới đã tồn tại qua bốn kỷ nguyên, được gọi là mặt trời, với sự sống luôn xuất phát từ sự hủy diệt của thế giới trước. Các vị thần không chỉ tạo ra vũ trụ, mà còn định đoạt số phận của nó thông qua sự tái tạo và cân bằng. Nền tảng của thần thoại Aztec xoay quanh sự đối lập nhưng bổ sung giữa các vị thần. Mỗi vị thần đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự của vũ trụ thông qua các cuộc đấu tranh, hợp tác và tái tạo thế giới sau mỗi kỷ nguyên. Các kỷ nguyên, theo thần thoại Aztec và dựa trên bằng chứng từ lịch Aztec, hay còn gọi là đá mặt trời, trước kỷ nguyên hiện tại đã có bốn kỷ nguyên hay thế giới trước đó. Mỗi kỷ nguyên đều có tên tương ứng với lịch, gắn với một vị thần và một chủng tộc. Mỗi kỷ nguyên cũng liên quan đến một trong bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Sự kết thúc của mỗi thế giới bị chi phối bởi yếu tố cai quản của nó. Các kỷ nguyên trước, được gọi là mặt trời, đều được tạo ra từ sự hủy diệt. Mỗi sự kết thúc của mặt trời là do một thảm họa tự nhiên bắt nguồn từ cuộc chiến giữa hai vị thần đối lập. Quetzalcoatl đại diện cho sự sống và sinh sản và ánh sáng, và Tezcatlipoca đen đại diện cho bóng tối và chiến tranh. Các thảm họa này được quy định bởi yếu tố cai trị và gây ra sự kết thúc của thế giới cùng cái chết của toàn bộ cư dân. Tuy nhiên, từ sự chết chóc và hủy diệt, một thế giới mới và tốt đẹp hơn đã ra đời, nơi con người sống trong một giai đoạn hoàn hảo hơn so với các mặt trời trước. Bốn kỷ nguyên trước đó bao gồm mặt trời của Ocelot, báo đốm hay đất, mặt trời của không khí hay gió, mặt trời của lửa và mặt trời của nước. Sau sự hủy diệt của mỗi thế giới, Tezcatlipoca đen và Quetzalcoatl cùng hợp tác để khôi phục trật tự vũ trụ đã mất, với người chiến thắng trong cuộc chiến của kỷ nguyên trước sẽ cai trị mặt trời tiếp theo. Cả bốn Tezcatlipoca đều tham gia vào quá trình tái tạo toàn bộ thế giới, vũ trụ và cư dân. Kỷ nguyên đầu tiên, thế giới của Ocelot hay đất, do Tezcatlipoca đen cai trị và có các người khổng lồ sinh sống. Kỷ nguyên này kết thúc
khi Ketjon Koato đánh bại Tetkatlipoca bằng cách ném ông xuống biển. Tetkatlipoca sau đó đã biến thành báo đốm và các con báo khác nổi lên nuốt chửng những người khổng lồ, kết thúc kỷ nguyên đầu tiên sau chiến thắng. Ketjon Koato cai trị mặt trời thứ hai, mặt trời của gió. Tetkatlipoca trở lại để lật đổ Ketjon Koato và thành công, mang đến sự kết thúc của kỷ nguyên này bằng một cơn bão. Mặt trời thứ ba, mặt trời của mưa lửa, được cai trị bởi La Lốc, thần mưa. Ketjon Koato một lần nữa kết thúc thế giới này bằng cách khiến mưa lửa từ trên trời rơi xuống. Mặt trời thứ tư được cai trị bởi Chachiliquê, em gái của La Lốc, và kết thúc bằng một trận lũ lụt khổng lồ khiến cả con người trong kỷ nguyên này biến thành cá. Và sau trận lụt này, kỷ nguyên hiện tại, mặt trời của sự chuyển động ra đời. Cũng theo thần thoại Aztec, thì kỷ nguyên thứ năm này sẽ kết thúc vào ngày được gọi là Nahuyolin do các trận động đất gây ra. Ketjon Koato là một trong những vị thần sáng tạo ra thế giới và con người trong thần thoại của người Aztec cổ xưa. Ông có hình dạng của một con rồng khổng lồ với lớp lông vũ sặc sỡ, với đôi cánh của loài chim Ketjon bay trên trời với cơ thể của rắn ở dưới đất. Chuyện kể rằng, vào thời kỳ mặt trời thứ hai trong thần thoại người Aztec, thần Ketjon Koato vốn rất yêu quý loài người khi chứng kiến con người tôn thờ các vị thần mà vẫn phải sống đời tăm tối và nghèo đói. Ketjon Koato quyết định rời bỏ thế giới các vị thần để xuống sống chung với họ. Ông đem hạt giống của cây ngô xuống dậy con người gieo trồng để có đầy đủ lương thực. Ông lại tạo ra mây mưa để mùa màng tốt tươi và những con sông đầy nước. Thấy cuộc sống của loài người còn nghèo nàn, thần dạy họ cách chế tác đá quý, nhuộm vải. Ngoài ra còn truyền cho họ tất cả những kiến thức về văn học của thần. Nhờ những tri thức đó, con người dần dần có cuộc sống tốt hơn, không phải chịu cảnh nghèo đói tăm tối nữa. Nhưng đến cuối mặt trời thứ tư, một biến cố lớn xảy ra. Một trận lũ lụt dữ dội tàn phá trái đất và cướp đi mạng sống của toàn bộ loài người. Thần Ketjon Koato rất đau lòng khi chứng kiến giống loài ông yêu quý tuyệt diệt. Vậy là ông lập kế hoạch xuống địa ngục gặp vị thần cai quản thế giới người chết là Mictlan Tecuhtli để mượn xin những bộ xương. Với các bộ xương đó, giống như những hạt giống, thần Ketjon Koato sẽ hồi sinh loài người. Vậy là bắt đầu hành trình dài đằng đẵng của thần Ketjon Koato xuống thế giới dưới lòng đất. Thần đi mất nhiều năm trời, lội 9 tầng địa ngục, trèo những ngọn núi treo leo, băng những cánh đồng mà mỗi cơn gió thổi tựa như những lưỡi dao lạnh đứt da đứt thịt, vượt những con sông đầy lũ báo đốm khổng lồ vô cùng hung dữ. Mãi rồi thần Ketjon Koato cũng đi được đến tầng cuối cùng để yết kiến vị thần Mictlan Tecuhtli, vị vua của địa ngục. Ông ta đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, xung quanh là những con cú, lũ nhẹ và hàng đống xương người chất cao như núi. Nói ta nghe, vị thần của mưa và sấm chớp, ngươi lặn lội xuống tận đây gặp ta vì việc gì? Thần Mictlan Tecuhtli hỏi. Thưa Mictlan Tecuhtli, chúa tể vĩ đại của địa ngục, tôi đến đây xin ngài cho mượn một ít xương người đem về trần gian. Như ngài thấy đấy, loài người đã diệt vong, tôi cần một ít xương để hồi sinh họ. Mang những bộ xương quý giá của ta đi ư? Thần Mictlan Tecuhtli khẽ nhíu mày. Không, ta không đồng ý. Những bộ xương này chính là vàng bạc châu báu đối với ta. Chỉ mất một ít cũng khiến ta cảm thấy nghèo đi. Điều này là không được. Ketjon Koato đã lường trước câu trả lời này của vị vua địa ngục. Ông nói, ngài hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý định lấy những bộ xương quý giá của ngài, mà chỉ mượn tạm một ít thôi. Con người có cuộc đời ngắn ngủi. Họ sinh ra, rồi sẽ lại chết đi sau vài chục năm. Cuối cùng lại trở về thế giới của ngài. Ngài vẫn chẳng mất thứ gì, ngược lại, còn có được danh tiếng vì lòng tốt và sự rộng lượng. Thần Mictlan Tecuhtli ngẫm nghĩ và cảm thấy những lời nói của thần Ketjon Koato rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, ông ta vẫn không muốn giao những bộ xương cho người khác một cách dễ dàng. Ông ta đưa thần Ketjon Koato một chiếc vỏ sò không có lỗ và đặt ra thử thách. Nếu ngươi thổi được tiếng nhạc từ chiếc vỏ sò này, ta sẽ chấp nhận cho ngươi mang xương đi. Thần Ketjon Koato xem xét chiếc vỏ sò, nó không hề có một lỗ thủng nào. Vậy làm sao thổi hơi vào và tạo ra tiếng nhạc đây? Rõ ràng là vua địa ngục muốn chơi khó ông. Nhưng may thay, thần Ketjon Koato là một vị thần thông thái. Ông biến những con sâu
để chúng gặm vỏ sò và tạo ra các lỗ hở. Sau đó, ông gọi đến một bầy ong và cho chúng chui vào trong vỏ sò. Tiếng đập cánh của lũ ong bên trong vỏ sò thoát ra ngoài các lỗ nhỏ, tạo thành âm thanh du dương như tiếng nhạc. Vậy là thần Mictlan Tecuhtli phải để thần Quetzalcoatl đem xương người về mặt đất. Nhưng ông ta cay cú vì thua cuộc, nên bèn sai lũ thuộc hạ lén đào một cái hố trên đường. Thần Quetzalcoatl vội vã trở về, không để ý nên đã bị ngã xuống hố đó. Tuy thần vẫn đem được đống xương trở về trần gian và hồi sinh cho loài người, nhưng vì xương bị rời vỡ, thần xếp lại không cẩn thận, nên có bộ ngắn, bộ dài, bộ to, bộ nhỏ. Vì thế mà loài người bây giờ mới có nhiều hình dáng khác nhau, người cao, người thấp, người to lớn, người lại nhỏ bé. Qua câu chuyện trên, có thể thấy thần Quetzalcoatl trong thần thoại Aztec nổi bật là một trong những vị thần hiếm hoi không đòi hỏi sự hiến tế từ con người. Trái ngược với nhiều vị thần Aztec khác như Tezcatlipoca hay như Huitzilopochtli, những vị thần thường yêu cầu những nghi lễ hiến tế đẫm máu. Quetzalcoatl được miêu tả như vị thần nhân từ, mang lại sự sống, trí tuệ và sự sáng tạo cho loài người. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của người anh em Tezcatlipoca về sau trong thần thoại đã khiến các nghi lễ hiến tế con người đã trở thành một phần không thể thiếu trong các nền văn hóa Trung Mỹ.